Ôi hay quá, những màn ảo thuật này thật là thú vị. Mình sẽ phải nghiên cứu để mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem và chắc chắn là các bạn ý sẽ bất ngờ lắm đây. Nghĩ đến thế thôi cũng đã thấy vui rồi và chắc chắn là thỏ trắng sẽ mắt chữ A mồm chữ O cho mà xem. Mình phải đợi thỏ trắng đến đây để mình trêu thỏ trắng mới được. Cậu đang làm Ơ, gì đấy? thỏ trắng à? Tớ đang xem một màn ảo thuật rất là thú vị. Và tớ chắc chắn là cậu sẽ rất là ngạc nhiên đấy. Và tớ sẽ đánh lừa được cậu đấy. Vậy thì đưa tớ xem nào. Thế này. Đâu, từ từ coi nào. Hay không? Wow. Được đấy. Đố cậu biết là làm sao mà các nhà ảo thuật lại biểu diễn được như thế đấy? Đơn giản. Màn ảo thuật của cậu đó là nắp xuyên chai đúng không? Tớ Ủa? giải thích cho cậu biết nhá. Đó là bởi vì người ta đã dùng mẹo để lừa cậu đấy. Thế á? Bởi vì vốn dĩ trong cái chai đấy đã có sẵn một cái nắp chai khác rồi. Ồ. Và cậu có biết làm sao để giữ được cái nắp chai đấy không? Nắp Ừ. chai ở bên Sao trong có người ta sẵn phải có phép thuật thì người ta mới giữ được cái nắp chai như thế đấy. chứ? Không đâu, người ta chỉ cần dùng một là băng dính hai mặt này hoặc là dùng nam châm này, sau đó chúng ta sẽ dùng một cái nắp khác bên ngoài lừa cậu là có thể thành công thôi à. Đơn giản vậy sao? Đúng rồi đấy. Ôi, tớ tưởng là tớ lừa được cậu chứ, ai ngờ cậu lại lừa tớ. Nhưng mà sao hay thế? Tại sao thỏ trắng lại biết những bí mật này thế? Bởi vì tớ thông minh. Không phải, chắc chắn là ai đã dạy cho cậu rồi đúng không? Bởi vì là tớ đi học lớp khoa học diệu kỳ này, thế nên là tớ biết được rất nhiều bí mật đấy. Thế á? Đúng rồi. Đúng là thỏ trắng thông minh, tớ chẳng giấu gì được cậu cả. Mà sao trên tay cậu cầm quyển sách gì thế kia? Bật mí cho cậu và các bạn biết nha. Tớ đang cầm một cuốn truyện rất là thú vị này và trong cuốn truyện này tớ đang rất thích một câu chuyện đấy. Đó là Câu chuyện chuyện gì này, vậy? đó là câu chuyện kể về xứ sở của các loài phù thủy này và ở đây thì có một phù thủy có tên là phù thủy Leng Keng. Phù thủy leng keng á? Đúng rồi. Và một phù thủy này có một màn phép thuật vô cùng thú vị, đó chính là mụ ta dùng hơi thở để có thể thổi bay được tất cả những thứ mà mụ ta muốn. Ồ, thật vậy ư? Đúng rồi đấy. Hay quá, ở đâu ra vậy? Kiểu có hơi thở mà cũng có thể thổi bay được những vết mực cơ á? Đúng rồi, bởi vì mụ ta là phù thủy cơ mà. Ôi, tớ muốn nhờ bà ấy quá đi. Bởi vì chiếc áo đồng phục của tớ hôm qua vừa bị dính vết mực mất rồi. Và tớ đang chưa nghĩ cách nào để làm cho những vết mực đấy biến mất đây này. Tưởng gì, không cần đến phù thủy Leng Keng, tớ cũng có thể giúp cậu biến mất những vết mực trên áo đấy. Thật vậy ư? Ô, các bạn nhỏ ơi, có tin được thỏ trắng không nhở? Thỏ trắng nói mà cứ như là trong phim ảo thuật ý, làm sao mà làm được như vậy? Cậu Được phải làm cho thôi. tớ xem thì tớ mới tin cơ. Vậy thì bây giờ đợi tớ một chút, tớ đi lấy túi khoa diệu kỳ nhá. Tớ đợi cậu nhá, đi nhanh lên nhá. Rồi, tớ đã lấy được túi khoa học diệu kỳ rồi. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong chiếc túi này có gì nhá. Nào, 1, 2, úp, ra đây này. Cậu lấy thử xem nào. Chúng ta có một miếng vải trắng này. À đúng rồi, một viên miếng vải trắng tinh. Tớ sẽ giả sử đây là chiếc áo trắng của cậu. Ôi và cái gì hay thế? Đây chính là mực phép thuật. À, trông giống như lọ mực bình thường của chúng mình hay bơm mực để chúng mình đi học đúng không? Đúng rồi, đây chính gọi là mực phép thuật. Nhưng Và tại sao lại gọi là phép thuật nhỉ? thì tớ sẽ giải thích cho cậu sau nhé. Rồi, đồ dùng ngày hôm nay của chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ có một miếng vải trắng và mực phép thuật. Và bây giờ này tớ sẽ chỉ cho cậu cách để có thể làm được thí nghiệm này. Đầu tiên, cậu thấy tờ giấy này. À, Và cậu tấm thấy miếng tấm vải vải này. này rất là trắng đúng không nào? Không có Đúng gì hết. rồi. Rồi, bây giờ này, cậu hãy giúp tớ lấy mực phép thuật và xịt lên trên này những vết mực nào. À. Bao nhiêu tùy cậu. Chúng mình sẽ dùng mực để làm bẩn tấm vải này đúng không? Đúng rồi. Ôi, Đấy. bẩn rồi này. Cậu xịt nhiều vào. Nhưng mà xịt nhiều thì liệu tấm vải này có sạch được không? Thì cậu cứ tin tớ đi. Rồi, bẩn chưa?
Rồi, tấm Bây vải này giờ đã bị mèo bẩn nhanh chóng rồi. cầm tay lên tay và xoa Đúng xoa. Sau đó bà. thì cậu sẽ dùng những hơi thở của mình để có thể thở vào trong này nữa nè. Dùng hơi thở của cậu nữa. Thở vào vết mực này hả? Đúng rồi. Chúng mình cùng thử xem nhé. Rồi, xoa xoa nữa nào. Và cậu cứ làm đi. Ôi, vết mực này đã dần dần mờ đi rồi này. Cậu cứ làm lại nhé. Khi nào mà vết mực của chúng mình biến mất hẳn nhé. Ôi, tớ đang tưởng tượng giống như là hơi thở của mụ phù thủy leng keng vậy. Đúng rồi. Ui. Các bạn ơi, úm ba la, 1, 2, 3. Wow, thật là tuyệt vời đúng không nào? Tấm vải này đã trở lại thành một tấm vải trắng rồi đây này. Chúng mình không nhìn thấy vết mực đậm như lúc nãy nữa đúng không? Đúng rồi, tớ cũng muốn chơi thử. Tấm vải này đã sạch rồi đấy, kỳ diệu thế à? Thỏ trắng. Bây giờ thử lại một lần nữa nha. Thử xem là hơi thở của cậu có kỳ diệu giống như hơi thở của tớ không. Lần này thỏ trắng đã đổ cả mực vào, nhưng chúng mình phải lót vào đây đã. Không thì sẽ dây ra bàn đấy. Không sao. Ôi thỏ trắng. Ui nhiều chưa. Các bạn ơi, thỏ trắng đã đổ mực ướt hết cả tấm vải này rồi này. Bây giờ tớ sẽ dùng hơi thở của mình để biến mất hết mực này. Thế này thì làm sao mà sạch được? Thử nhá. Tớ lo lắng quá, không biết là tấm vải này có sạch được không nữa. Phải rất là nhiều đấy. Vậy mà vết mực đã gần mờ rồi đây này. Tớ sẽ xoa cho đến khi nào vết mực của chúng mình biến mất thì thôi. Cậu cho các bạn nhỏ xem là vết mực của cậu đã mờ, gần mờ mờ đi rồi đấy. Hồi hộp quá. Vì lần này tớ đổ khá là nhiều, thế đúng nên tớ sẽ phải làm lâu hơn cậu. Tớ vẫn nghi ngờ là tấm vải này sẽ không sạch được đâu. Các bạn vậy nhỏ nghĩ sao nào? Chờ đợi một phút nữa thôi nào. Đến đi. Wow, kỳ lạ quá. Tớ thật là tuyệt vời đúng không nào? Đúng rồi, hơi thở của cậu còn có sức mạnh hơn cả hơi thở của tớ đấy. Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Cậu có thể giải thích cho tớ được không? Được chứ. Ta, cậu nghe cho kỹ nhá. Tại vì đó là trong hơi thở của chúng ta thì khi thở ra thì sẽ có khí CO2. À, tớ nhớ rồi. Đúng Lần rồi. Trước chúng mình cũng đã được học về khí CO2 rồi đúng không? Một phép thuật có đặc điểm là sẽ bị mất màu khi tiếp xúc với CO2 đấy. Tức là hơi thở của chúng ta đúng không? Khi mình thở vào đây, thở vào tấm vải này thì mực phép thuật sẽ bị mất màu và trả lại cho chúng ta một tấm vải trắng tinh như thế này đúng không nào? Đúng rồi, và khi chúng ta xoa xoa vết mực này thì và thở hơi thở vào thì CO2 sẽ dễ dàng tiếp xúc với mực hơn và sẽ khiến cho tấm vải của mình sẽ trắng và trở về vị trí ban đầu. Vậy tớ mới biết là tại sao mà cậu cứ vò vò tấm vải này để cho mực phép thuật tiếp xúc với CO2 nhiều hơn đúng không nào? Tớ hiểu rồi. Nhưng mà thỏ trắng ơi, có phải mực nào cũng làm được như vậy như vậy không? Một câu hỏi rất là thú vị đúng không nào? Không phải mực nào cũng có thể làm được như vậy đâu, chỉ có mực phép thuật thôi. Đó là bởi vì mực phép thuật của chúng mình được pha bằng cồn có tính bazơ vào trong thionphthalein. Đúng rồi, theo tỷ lệ nhất định. Và khi thionphthalein này thì sẽ là một cái thuốc thử và cho biết là cái chất đấy có tính axit hay là tính bazơ. Vậy thì đó là một chất thử mà chúng mình dùng trong các phòng thí nghiệm đúng không? Đúng rồi, thionphthalein nếu mà được trộn với bazơ thì sẽ cho chúng ta một cái nước sẽ có màu xanh giống như màu mực này. Đúng rồi đấy. Thì sẽ có màu xanh dương. Đúng rồi. Và khi nhỏ lên vải này và thổi vào thì sẽ phản ứng với CO2. Và CO2 trong cơ thể của chúng ta thì sẽ có tính axit. Vậy nên là khi mà axit và gặp bazơ sẽ phản ứng và sẽ làm cho vết mực của chúng mình biến mất. Kỳ lạ vậy sao? Đúng rồi. Hay thật đấy. Và thỏ trắng cũng thật là thông minh. Thí nghiệm khó như vậy mà thỏ trắng cũng nghĩ ra được đấy.
Vậy thì mèo muôn cậu có thích thí nghiệm ngày hôm nay không? Có chứ. Hy vọng là cậu sẽ mang lại cho tớ những thí nghiệm và những trò chơi khác thú vị hơn nhé. Và tớ sẽ sử dụng để tớ đi đố các bạn nhỏ khác. Nhất trí, nhưng mà mèo môn này giờ thì chúng ta sẽ phải tạm biệt các bạn nhỏ rồi. Xin chào các bạn nhỏ và hẹn gặp lại các bạn trong những số khoa học diệu kỳ tiếp theo nhé. Tạm biệt. Tạm biệt.